Chồng cũ Nhật Kim Anh công khai khóa môi tình mới, danh tính gây chấn động, khó hàn gắn vợ cũ. Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc từng trải qua 3 năm tranh chấp quyền nuôi con rất căng thẳng. Tuy nhiên hiện tại, cả hai đã thống nhất dừng việc tranh chấp. Nhật Kim Anh bằng lòng để con trai sống cùng ba và ông bà nội. Hậu bình thường hóa mối quan hệ, Nhật Kim Anh thoải mái cùng chồng cũ tham dự lễ bế giảng của con, đưa con đi chơi, đi du lịch nước ngoài một cách thân thiết. Nữ diễn viên cho biết cô và doanh nhân Bửu Lộc giờ là bạn, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai để cậu bé có được một cuộc sống bình yên và tràn đầy tình yêu thương. Mới đây, nhân dịp lễ tình yêu 14 tháng 2, chồng cũ Nhật Kim Anh vừa bất ngờ khoe khoảnh khắc khóa môi một cô gái cực nóng bỏng. Trong khi Bửu Lộc diện sơ mi trắng bảnh bao, thì cô gái này lại diện đầm cướp ngực sexy. Dù không khai bạn gái, nhưng chồng cũ Nhật Kim Anh vẫn giấu mặt đối phương để tránh sự soi mói của dư luận. Trong khi chồng cũ ngọt ngào bên tình mới, thì Nhật Kim Anh cũng trải qua ngày Valentine hạnh phúc bên con trai. Cô đăng tải bức ảnh cùng Betty đi chơi ở một trung tâm mua sắm lớn, kèm chia sẻ dễ thương và lung tung cùng tình yêu to bự. Có lẽ với nữ diễn viên, điều hạnh phúc nhất của cô ở thời điểm hiện tại vẫn là được ở cạnh con trai yêu và được chăm sóc cho bé mỗi ngày, chứ không phải là tình yêu lứa đôi. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của Nhật Kim Anh và Bửu Lộc từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Thời điểm ấy, cả hai được cho là xảy ra tranh chấp và kiện tụng để giành quyền nuôi con. Trải qua nhiều năm, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc đã xóa bỏ hiềm khích, cùng nhau hòa thuận nuôi dạy bé Bửu Long. Điều đặc biệt, cả hai vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Người hâm mộ hy vọng rằng, trong tương lai, nữ diễn viên và chồng cũ có thể hàn gắn trở về bên cạnh nhau. Mới đây trong cuộc phỏng vấn với Ngôi Sao.net, nữ diễn viên đã có những chia sẻ, hé lộ về nguyên nhân chưa sẵn sàng đi tìm bến đỗ hạnh phúc mới. Mỗi lần tôi đùa, tin ơi mẹ có em bé được không, mẹ có bạn trai được không, con đều không chịu và nói không là không. Bé còn nhỏ nên muốn giữ ba giữ mẹ cho riêng mình, chắc khi nào lớn lên thì bé sẽ khác. Chẳng ai nói trước được tương lai, nên tôi nghĩ hãy cứ để mọi thứ tùy duyên. Sau đổ vỡ hôn nhân tôi vẫn còn tâm lý sợ yêu, chắc cũng vì thế nên mới ế đến giờ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, từng có nhiều tin đồn về chuyện tình cảm của Nhật Kim Anh. Tuy nhiên, người đẹp chưa bao giờ lên tiếng xác nhận. Ở tuổi 37, nữ diễn viên tiếng sét trong mưa, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp thành công cùng khối tài sản kết xù. Là mẫu phụ nữ xinh đẹp giỏi giang, hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng đi tìm bến đỗ hạnh phúc mới. Người đẹp lựa chọn cuộc sống độc thân và dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho bé Bửu Long. Ở thời điểm hiện tại, con trai Nhật Kim Anh đang sống cùng ba và nhà nội tại Cần Thơ. Nữ diễn viên cũng dành thời gian về thăm con ngày cuối tuần, trò chuyện cùng bé và thường xuyên dẫn bé đi du lịch nước ngoài. Cách đây vài ngày, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi hội ngộ cùng quý tử. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn chia sẻ cuộc hội thoại cực đáng yêu giữa hai mẹ con. Cụ thể, khi được mẹ hỏi về sở thích tương lai, Nhất Tỳ nghe Nhật Kim Anh mong muốn trở thành một nhà khoa học. Đáng yêu hơn, trong suy nghĩ của Nhất Tỳ đơn giản là làm nhà khoa học nhiều tiền hơn bác sĩ. Con chi tiền cho mẹ, con sẽ cho mẹ 2 tỷ. Câu nói ngây thơ của con trai Nhật Kim Anh khiến nhân tình xỉu ấp xỉu đào. Nữ ca sĩ liền hỏi lại Nhất Tỳ, chi tiền cho mẹ rồi có nuôi mẹ không? Nhất Tỳ nhanh chóng đáp, tất nhiên là có rồi mẹ. Lúc này Nhật Kim Anh phì cười và nói, cho mẹ 2 tỷ rồi còn chăm sóc mẹ nữa, tôi chờ ngày đó nha. Quý tử nói một câu khiến Nhật Kim Anh mắc lòng mắc dạ. Mẹ yên tâm, sau này con lớn con sẽ làm nhà khoa học, con nuôi mẹ. Nhật Kim Anh xúc động, u là trời, nghe cái mát ruột hết sức.